Xin chào bạn, bạn đang chuẩn bị làm nhà, bạn cần tham khảo mẫu 2 tầng, 5 phòng ngủ với tổng diện tích 240m2. Chi phí bạn đang mong muốn làm nhà tầm khoảng 1,4 tỷ thì đây chính là mẫu nhà để bạn tham khảo đây. Vậy bạn hãy dành chút thời gian để xem kỹ video này của mình nhé. Đó. Bên ngoài ngôi nhà được thiết kế và trang trí những điểm nhấn đơn giản, vuông thẳng phẳng và được thiết kế rất là nhiều cửa sổ. Đó, giống như hôm tây nghỉ dưỡng đấy các bạn. Đó. Ngôi nhà không gian mở và được thiết kế được nhiều cửa sổ như vậy thì cái ngôi nhà của chúng ta sẽ đón được nắng gió tự nhiên vào trong ngôi nhà cực kỳ là thoáng luôn. Và đặc biệt hơn là khi mà chúng ta làm việc ở bên ngoài cả một ngày trời đến lúc về nhà thì cái ngôi nhà nó thoáng và nó rộng, nó mát như vậy thì ở trong cái căn nhà nó cũng cảm thấy sướng nữa các bạn, nó cảm thấy dễ chịu được. Đó, các bạn nào thấy ngôi nhà này đẹp hãy cho mình xin một nút thích video và một nút chia sẻ video để nhiều người có mẫu nhà đẹp nhé. Đó, ngôi nhà này thì do thầy trò mình đến tư vấn phong thủy và thiết kế ở tại Hải Dương. Đó, bác nào mà gần khu vực Hải Dương đang quan tâm đến ngôi nhà cần tư vấn phong thủy và cũng đang chuẩn bị làm nhà, cần tư vấn gì thêm thì xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình nhé. Bây giờ mình xin phép vào chia sẻ công năng chính bên trong ngôi nhà này. Ngôi nhà thì đang có chiều rộng mặt tiền là 12m và chiều sâu cũng là 12m. Đó. Và đang có 3 lối đi tiếp cận chính vào trong. Đó là lối đi vào sảnh chính và một lối đi vào bếp. Và một lối đi bên phụ cũng như bên sảnh phụ luôn. Đó. Và khu vực phòng khách 30,5m2. Đó. Không gian phòng thờ 10m2. Bên dưới tầng 1 thì sẽ có 2 phòng ngủ và một WC chung, một khép kín. Phòng bếp 13,8m2. Đó. Ngay khu vực phòng bếp thì có mở thêm một lối cửa ở phía bên tay trái của ngôi nhà. Lối cửa này mở ra để tạo độ thông thoáng cũng như là có thể đi lại phía đằng sau. Đó. Và khu vực phòng ngủ số 1 13m2, không tính WC khép kín. Và ngay ở cái nối phòng vệ sinh thì có được thiết kế 2 vị trí cửa sổ mở ra để tạo độ thông thoáng cho ngay cái phòng vệ sinh khép kín này cũng như là tạo độ thông thoáng cho cả không gian phòng ngủ luôn. Phòng ngủ số 2 13m2. Vệ sinh chung ngay cạnh phòng ngủ số 2. Đó. Chúng ta muốn đi được vào vệ sinh chung thì chúng ta lại phải đi vào dưới cái vế cao của cầu thang đi đến vệ sinh chung được. Và ở dưới vế cao của cầu thang có mở thêm một lối cửa để tạo độ thông thoáng cho ngôi nhà. Chúng ta cùng đi lên trên tầng 2. Ở bên trên tầng 2 sẽ có một phòng sinh hoạt chung trên tầng 2. Phòng sinh hoạt chung này được 30,5m2. Và đây chính là cái khoảng trống ở khu vực phía dưới phòng thờ dưới tầng 1. Khoảng trống này nó được khoảng 10m2. Bên trên này sẽ có 3 phòng ngủ và 2 WC. Phòng ngủ số 3 13m2, không tính WC khép kín. Phòng ngủ số 4 13m2 và vệ sinh chung ngay cạnh phòng ngủ số 4. Các phòng vệ sinh vẫn thẳng trên một trục đứng. Phòng ngủ số 5 13,8m2 và đây chính là lối cửa mở để đi ra ban công trên tầng 2. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn cái mẫu mái Nhật 2 tầng 5 phòng ngủ với tổng diện tích 240m2. Chi phí 1,4 tỷ này, các bạn nào mà đang chuẩn bị làm nhà, có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp, cũng như là cần chia sẻ, cần tư vấn thêm về ngôi nhà này, thì xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình nhé. Chúc các bạn sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước cho gia đình và người thân. Đây là những siêu phẩm của thầy trò mình, chỉ mong nông thôn mới Việt Nam có thêm nhiều mẫu nhà đẹp. Và video của mình đến đây là kết thúc và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.